Đây, bắt cá, này. Bắt cá. Cá luôn rồi. Xem, bỏ cá nào. Đâu rồi? Bắt đi, cá nha. Bắt cá nha. Đây. Đâu rồi? Cá trốn đâu mất rồi. Cá không có. Có, mấy con cá đẹp lắm. Cho đồng hoàng coi. Có cá không bố? Hả? Có cá không bố? Có mà, không trốn đâu. Mấy con đẹp lắm. Đây. Có không bố? Mấy con cá ấy. Đây. Trốn rồi này. Anh từ từ coi ăn sao. À đây. Canh bằng được lại. Thì đó, từ con cho nó mà nó lại nó cướp hàng á. Con cho ai sợ. Cứ từ từ ăn giúp bộ cái gì. Anh nhìn Sam nè. Nhìn Sam. Không nổi đi bắt cá rồi. Ở đó chạy ra rồi bố. Ở dưới chân bố. Thôi xa A Sơ. Ở đây nè. Sam. Không ăn nữa là sao? Nè. Ôm hết rồi người. Cũng chịu khó ăn lắm mà ra ngồi một mình. Làm cái ăn cướp. Không có, nó ôm hết cho người, nó giờ cũng cầm lại nó không cho. Mòn nha. Ok, mòn nha. Còn nó đánh đá không? Không có hung dữ không? Bố nhìn nó ôm hết cho người, nó bị bóng. Mà lần đấy, đây nào. Mấy cá đẹp đâu mấy rồi. Lâu lắm. Hả? Mấy cá đẹp đâu mấy rồi. Dạ có mấy con à ông ơi. Bị mèo ăn hết trơn rồi. Ủa vậy hả? Có hai con. Trời ơi, sao mèo nó bắt được? Có lội dưới đây nó bắt luôn chị. Được thôi, mèo lội nước được mà. Thích hai con cá đẹp quá. Bố có một con nào này bố cua nó chạy ra đây nè. Không con ấy nè, cá nó chỉ là cá ấy cả. Mèo nhưng...
mèo ăn rồi bóp. Mèo ăn rồi. Cá thường nhỏ 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 đẹp. Quay đây thế nào? Đấy. Quay đây. À lấy ra. Cái cối này với cái cối mà đã làm đó nè, xong là cái
khối bự vậy nè, mình xong để đâm bèo cho heo nó nè. Nhà ngoại chị mới có. Để nó ăn thả xuống hộp đó. Gì đấy? Hey.